Chương 6132, đặt tên sở thị. Bây giờ tu võ giới, so với trước kia xác thực tương đối dung chuyển, ngày sau cục diện khó để xác định. Nếu là các vị tiền bối có thể liên thủ, xác thực là một chuyện tốt. Sở Phong cực kỳ đồng ý loại này lựa chọn, gặp Sở Phong đồng ý, mọi người đều là thở dài một hơi. Bọn hắn hiện tại phi thường để ý Sở Phong cái nhìn, nếu là Sở Phong không ủng hộ, bọn hắn thật đúng là không tốt lắm xử lý. Tốt, đã Sở Phong đều quyết định, chuyện kia liền định ra hiện đang vì chúng ta liên minh làm cái tên a các vị cảm thấy gọi cái gì tốt đâu long mộ tranh nhìn về phía đám người các phe nhân mã nhao nhao nhìn về phía riêng phần mình thủ lĩnh mà như đồ đằng long tộc tộc trưởng lại hoặc long nhất đạo trưởng đám người thì là như có điều suy nghĩ đều tại nghiêm túc suy nghĩ ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị giữa chúng ta kỳ thật không đủ giải có thể nhanh như vậy thành lập tín nhiệm đều bởi vì một cá người chính là sở phong nói trắng ra là Chúng ta tin là Sở Phong, ta đề nghị chúng ta cái này liên minh, liền gọi Sở thị đồng minh. Long Mộ tranh lời này vừa nói ra, Sở Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tuy biết những người này có thể tập hợp một chỗ, xác thực là bởi vì chính mình, nhưng dạng này một cái đồng minh, lại lấy dòng họ của mình đặt tên thực sự không ổn. Vô luận là thân phận, vẫn là thực lực, hắn đều đảm đương không nổi cái này tên. Nhưng mà Sở Phong còn chưa kịp mở miệng, Đồ Đằng Long tộc tộc trưởng cùng các vị trưởng lão còn có long thức nhất tộc, cùng đồ đằng cửu đạo đám người, lại đều nhao nhao tỏ thái độ đồng ý. Bình thường cực kỳ nhiệt liệt, dường như chúng vọng sở quy. Các vị tiền bối, tuyệt đối không thể, cái này tên không ổn. Sở phong vẫn là biểu thị phản đối, có gì không ổn, ta cảm thấy cực kỳ thỏa, các vị. Các người cảm thấy thế nào? Long mộ tranh nhìn về phía đám người, đồng ý, ủng hộ, liền cái này, ở đây đại đa số người đều biểu thị đồng ý, nhất là đồ đằng long tộc tộc trưởng, cùng long một long hai loại này, nhất có thân phận cùng thế lực người, thái độ nhiệt liệt nhất. Thiếu số phục tùng đa số, quyết định như vậy đi. Long mộ tranh cười tủm tìm đường, nhìn về phía sở phong thời điểm thậm chí còn có cái này một chút đắc ý. Nhưng dù là như thế, sở phong vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng nhưng vào lúc này, đàn đàn thanh âm tại sở phong vang lên bên tai. Sở phong, ta cảm thấy cái này tên không có vấn đề. Vốn chính là bởi vì ngươi mới tiến tới cùng nhau nha, không có ngươi, bọn hắn cũng không có khả năng lẫn nhau tín nhiệm cái này liên minh liền sẽ không tồn tại thậm chí ngày sau giữa bọn hắn xuất hiện mâu thuẫn người chính là cái này có thể làm cho bọn hắn không chia năm xẻ bảy điểm tựa người tác dụng bản thân liền là trọng yếu nhất huống hồ bọn hắn đều cái tuổi này ngày sau thành tựu chú định có hạn sớm muộn có một ngày đều sẽ như cái kia long cửu bị ngươi siêu việt sau đó xa xa bỏ lại đằng sau tranh lệch càng lúc càng lớn lúc kia cái này sở thị đồng minh cái này tên sẽ là bọn hắn cùng bọn hắn hậu nhân lớn nhất hộ thân phù bọn hắn cũng không ngốc tự nhiên rõ ràng ở trong đó quan hệ nhất là cái kia long mộ tranh là thuộc nàng nhất tinh ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng này là bọn hắn đã thương lượng qua đi mới định ra tên đương nhiên trong đó tự nhiên hữu tình điểm tại bọn hắn biết ngươi bây giờ tình cảnh không tốt cũng là nghĩ vì ngươi chỗ dựa nhưng cũng tất nhiên là có đem bọn hắn tương lai đặt cửa ở trên thân thể ngươi quyết tâm ngươi cũng liền khác không có ý tứ hiện tại ngươi là không bằng bọn hắn, nhưng siêu việt bọn hắn là sớm muộn chuyện. Ngươi nếu là cự tuyệt, cự tuyệt không phải cái này tên, mà là đóng lại bọn hắn đặt cửa ngươi cơ hội. Đàn đàn lời nói này, để sở phong cũng không tìm tới cự tuyệt lý do. Kỳ thật đạo lý chính sở phong cũng hiểu, chỉ là luôn cảm giác không có ý tứ, bởi vì sở phong đối với bằng hữu tốt, nhưng thật ra là không màng hồi báo. Thế là sở phong lại nhìn mọi người một cái, nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Sở phong cũng không, muốn mất hứng, nhưng sở phong vẫn là mở miệng, các vị tiền bối, vậy các ngươi kế tiết là như thế nào dự định? Đã quyết định bão đoàn sưởi ấm, chúng ta chuẩn bị đem tất cả lực lượng đều tập trung ở đồ đằng thiên hà. Sau đó đối ngoại tuyên bố, liên minh chúng ta sửa tình. Dạng này trừ phi là thật có nắm chắc đối phó chúng ta, bằng không chỉ sợ thất giới thánh phủ, cũng không dám cùng chúng ta là địch. Long Mộ Tranh nói ra, kỳ thật ta ngược lại thật ra đề nghị, chuyện này trước không muốn công bố, sở phong nói ra vì sao a long mộ tranh cùng mọi người tại đây đều là thần sắc biến hóa sở phong tiểu hữu người chớ phải có điều eo si lắng chúng ta động tác này tuy là có chiên vọng người chỗ dựa dự định nhưng kỳ thật càng nhiều cũng là vì chính chúng ta cân nhắc đồ đằng long tộc tộc trưởng càng là trực tiếp khuyên nhủ nhưng sở phong lại lắc đầu tiền bối ta là cảm thấy tại loại này dung chuyển thời kỳ có chút hát chủ bài không cần lộ ra đến tương đối tốt công bố liên minh sự tình liền tương đương Chúng ta ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối. Nhưng nếu không công bố, mà là giữ bí mật, đó chính là địch nhân ở trong tối, chúng ta cũng ở trong tối. Nếu như thật phát sinh cái gì, ứng đối lên phương pháp cũng sẽ nhiều hơn một chút. Sở phong nói ra mình cân nhắc, mà nghe vậy, đám người đầu tiên là xứng sở. Bọn hắn phản ứng đầu tiên, đều là cảm thấy sở phong là không nghĩ bọn hắn vì chính mình gây thù hẳn quá nhiều. Thế nhưng là sở phong lời này vừa nói ra, bọn hắn nghiêm túc nghĩ đến ngược lại cũng cảm thấy phi thường có đạo lý long tức tộc trưởng thấy thế nào đồ đằng long tộc tộc trưởng nhìn về phía long mộ tranh đồ đằng tộc trưởng ta không phải long tức nhất tộc tộc trưởng chỉ là tạm thời đại biểu long tức nhất tộc mà thôi long mộ tranh cười cải chính nhất tộc thủ lĩnh liền là tộc trưởng người bây giờ thực lực tuyệt đối đảm nhiệm lên long tức nhất tộc tộc trưởng vị trí dù sao người khác ta liền xưng ngươi là long tức tộc trưởng đồ đằng long tộc tộc trưởng nói ra đối với cái này long mộ tranh cũng không có lại qua giải thích thêm bây giờ long tức nhất tộc xác thực không có tộc trưởng nhưng nàng là long tức nhất tộc hiện tại thủ lĩnh chuyện này long tức nhất tộc là tán thành kỳ thật long tức nhất tộc nội bộ cũng muốn để nàng làm tộc trưởng chỉ là chính nàng không nguyện ý mà thôi ta cảm thấy sở phong ý nghĩ có thể đi trước không công bố tại chúng ta mà nói xác thực càng có lợi hơn long mộ tranh nói xác thực người khác cũng là nhao nhao gật đầu đúng sở phong long mộ tranh tiến đến sở phong phụ cận nhỏ giọng nói ra. Âu Dương không vũ cũng tại, người có thể hay không nghĩ biện pháp, để hắn cũng gia nhập chúng ta. Nếu là chúng ta đồng, minh, có một vị thiên long giới linh sư, vậy coi như thật sự là ghê góm rồi. Đang khi nói chuyện, nàng còn chỉ hướng một tòa phân điện. Két, nàng vừa dứt lời, cái kia phân điện cửa chính liền mở ra. Sở phong tiểu hiếu, người đến một cái. Âu Dương không vũ thanh âm, từ phân điện bên trong truyền đến. Thấy thế, sở phong cũng là tiến vào phân điện bên trong âu dương không vũ liền đứng ở trước cửa sở phong sau khi đi vào liền thuận tay đóng lại cửa điện cái này đồng minh lão phu không có cách nào gia nhập mong rằng sở phong tiểu hữu lý giải âu dương không vũ nói tiền bối ngàn vạn đừng nói như vậy đây vốn chính là ngài tự do huống chỉ tiền bối lần này tới chợ vãn bối văn bối đã thiếu tiền bối một cái cực lớn ân tình sở phong nói ra ta lần này đến kỳ thật vốn là muốn thay ta đệ tử kia trả nhân tình nợ, chỉ là không nghĩ tới, căn bản không có giúp một tay. Cái này nợ còn muốn chính Vân Khanh đến trả, Âu Dương không vũ nói ra hắn đến giúp đỡ sở phong nguyên nhân. Tự nhiên là biết được, sở phong cùng Bạch Vân Khanh ở giữa chuyện. Ta cùng Bạch Huynh, chính là anh em, không có nhân tình nợ loại thuyết pháp này. Sở phong nói ra, ta hiểu, nhưng là chuyện nào ra chuyện đó, người cảm thấy không có, nhưng hắn cảm thấy có. Bất quá, người càng như vậy trọng tình nghĩa, lão phu liền cũng càng là yên tâm vân khanh có người dạng này anh em là hắn vinh hạnh bởi vì ngươi tiểu quỷ này thật cực kỳ ghê góm âu dương không vũ đang khi nói chuyện đi đến sở phong phụ cận vỗ vỗ sở phong bả vai lại rất là vui mừng thậm chí có một chút tự hào nói ta tin tưởng mẹ ngươi như nhìn thấy ngươi cũng tất nhiên sẽ thập phần tự hào tiền bối ngài có phải là có chuyện gì hay không muốn nói sở phong phát giác được âu dương không vũ cảm xúc có chút không đúng dường như có cái gì muốn nói, lại lại không, quá muốn nói cảm giác. Âu Dương không vũ cười lắc đầu, chợt nói, sở phong tiểu hiếu, như vậy cáo biệt. Nói xong, Âu Dương không vũ liền đi ra ngoài, mà sở phong cùng đám người tự nhiên tiến biệt, chỉ là nhìn xem Âu Dương không vũ biến mất phương hướng, sở phong lại là như có điều suy nghĩ. Cứ việc Âu Dương không vũ phủ định, nhưng sở phong vẫn cảm thấy, Âu Dương không vũ dường như có chuyện muốn nói, nhưng lại quyết định không nói. Sở phong, nhưng vào lúc này, một thanh âm ánh vào sở phong màng tai, là tiêu xài một chút bí mật truyền âm. Sư tôn ta cũng tới, hắn chờ ngươi ở ngoài đâu, là liên quan tới mẹ ngươi tiên đoán. chương 6133, liên quan tới mẹ tiên đoán. Âu Dương không vũ nói thế nào? Âu Dương không vũ sau khi đi, Long mộ tranh mới nhìn hướng sở phong. Sở phong lắc đầu, mặc dù không nói chuyện, nhưng dĩ nhiên đã cho ra đáp án. Câu trả lời này, để không ít người có chút thất lạc. Đồ đằng long tộc, Lòng tức nhất tộc, lại thêm đồ đằng cửu đạo, cái này đổi lại trước kia, đem là cực kỳ cường hãn đội hình. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, từ từ chủng tộc viễn cổ bên trong cái kia hoàng phủ thiên tộc vị thứ nhất thiên thần cảnh cường giả sau khi xuất hiện, đương đại cũng có các phương cường giả lần lượt đột phá đến thiên thần hoặc thiên long. Về phần chủng tộc viễn cổ, rốt cuộc có bao nhiêu loại cảnh giới này tồn tại, vẫn là ẩn số. Bởi vậy, hiện tại một cái cường đại thế lực, nếu là không có thiên thần hoặc thiên long giữ thể diện, vậy liền chỉ là chỉ có bề ngoài thôi. Âu Dương tiền bối tính cách, không muốn gia nhập chúng ta cũng là bình thường. Không dối gạt các vị, trước khi tới đây ta liền từng hướng thiên thần cảnh khởi sướng qua trùng kích, mặc dù thất bại, nhưng lại tích lũy đến nhất định kinh nghiệm. Ta có thể tự tin nói cho mọi người, thiên thần cảnh ta sớm muộn có thể bước vào, đồng thời thời gian này sẽ không quá xa. Đồ đằng long tộc tộc trưởng lời này vừa nói ra, long tức nhất tộc đám cường giả cùng đồ đằng cửu đạo đều là mắt lộ ra vui mừng. Bây giờ bọn hắn đã là đồng minh, tin tức này tự nhiên là vô cùng tốt. Trên thực tế, Đồ Đằng Long tộc tộc trưởng sở dĩ trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, liền là muốn cho mọi người tăng thêm một chút lòng tin. Bây giờ mọi người vừa vặn đều ở nơi này, ta có một cái đề nghị. Chúng ta ngược lại là trước tiên có thể không công bố liên minh sự tình, nhưng là ta cảm thấy, cái kia thất giới thánh phủ thực sự khinh người quá đáng. Bây giờ giới thiên nhiễm bọn hắn, đều tại thần thời đại bên trong, thất giới thánh phủ thực lực cũng không lớn bằng lúc trước không bằng chúng ta thừa này cơ hội đi thất giới thánh phủ đi một chuyến như thế nào long mộ tranh vừa dứt lời đồ đằng cửu đạo liền nhao nhao tỏ thái độ ta đồng ý ngay sau đó long tức nhất tộc rất nhiều cao tầng bao quát đồ đằng long tộc rất nhiều cao tầng cũng đều biểu thị đồng ý bọn hắn lần này trước đến giúp đỡ sở phong vốn chính là ôm sẽ có một trận đại chiến quyết tâm đến mặc dù cuối cùng là hòa bình kết thúc nhưng bọn hắn cũng ý thức được thức tỉnh thánh cảnh bọn hắn trên thực tế không có thật đến giúp sở phong mà thất giới thánh phủ, đối sở phong mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn cũng đều hiểu. Bên ngoài nghe đồn, giới nhiễm thanh liền bị vây ở thất giới thánh phủ cấm địa bên trong. Nếu là thật sự có thể đem giới nhiễm thanh cứu ra, đôi kia sở phong mới là lón nhất trợ giúp. Ta không đồng ý, nhưng mà, đồ đằng long tộc tộc trưởng lời nói, lại là để đang muốn xô trào tràng diện, lập tức động lại. Từ trước đến nay ủng hộ sở phong đồ đằng long tộc tộc trưởng, vậy mà phản đối. Ta có tin tức đáng tin, thất giới thánh phủ bên trong có có thể gạt bỏ thiên thần lực lượng. Coi như giới thiên nhiễm không tại, chúng ta tùy tiện tiến đánh thất giới thánh phủ, cũng là tự tìm đường chết. Đồ đằng long tộc tộc trưởng nói ra mình nguyên nhân, nhưng cũng là trên mặt ái náy. Hắn kỳ thật cực kỳ muốn ủng hộ sở phong, chỉ là thân là nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng phải vì tộc nhân mình phụ trách, nếu là có cơ hội, hắn còn nguyện ý thử một lần. Nhưng mình biết không cơ hội tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ không để cho tộc nhân trước đi chịu chết các vị tiền bối ý tốt, văn bối rõ ràng, nhưng liên quan tới ta mẹ chuyện, ta còn muốn tự mình xử lý. Sở phong cũng là mở miệng, liên quan tới thất giới thánh phủ lực lượng, trước đó đồ đằng long tộc tộc trưởng liền cùng hắn nói qua. Sở phong cũng cảm thấy tin tức này đáng tin, thất giới thánh phủ xác thực khó đối phó. Đây cũng là vì sao sở phong, từ đầu đến cuối không có đi qua thất giới thánh phủ nghiêm túc lục soát nguyên nhân. Sở phong tiểu hiếu, nếu không phải ngươi, huynh đệ chúng ta mệnh sớm cũng bị mất, chỉ cần ngươi muốn đi, nhất định muốn nói cho chúng ta biết, bất cứ lúc nào ngươi một câu, huynh đệ chúng ta mấy cái đều tùy ngươi đi. Long nhất đạo trưởng mở miệng, mấy vị khác đạo trưởng cũng là kiên định gật đầu. Nếu là có cần thời điểm, ta sở phong cũng sẽ không bôi không ra mặt mũi, tất nhiên sẽ liên hệ các vị tiền bối, chỉ là hiện tại xác thực còn không phải lúc. Sở phong lời này, không chỉ có là nói với đồ đằng cửu đạo, cũng là đối ở đây tất cả mọi người nói. Lúc đầu quyết định đi, cũng là bởi vì muốn giúp sở phong. Đã sở phong đều quyết định không đi, cái kia đám người tự nhiên cũng liền không lại kiên trì. Về sau, trải qua thương nghị, đồ đằng long tộc tộc trưởng chuẩn bị dẫn đầu đám người trở lại đồ đằng thiên hà. Mà long tức nhất tộc cũng là phái ra vô số cường giả đi theo, đồ đằng cửu đạo cùng hạ tinh thần cũng là cùng đi. Đã liên minh, bọn hắn cũng cần làm tốt bố cục. Về phần sở phong, thì là bị long mộ tranh lưu lại, bởi vì long mộ tranh nói có chuyện tìm sở phong hỗ trợ. Mà hoa hoa thì là bởi vì nó sư tôn nguyên nhân, tạm thời còn không cách nào đi theo đại quân hành động bất quá hoa hoa ngược lại là mang theo sở phong tìm được trích tỉnh đạo trưởng dưới mắt một vùng không gian thế giới bên trong chỉ có sở phong cùng trích tỉnh đạo trưởng hai cái người trích tinh đạo trưởng trong mắt có một chút lo lắng nhìn xem sở phong bởi vì vừa mới hắn đã đem mình dự đoán kết quả nói cho sở phong cái này dự đoán kết quả là sở phong mẹ trạng thái cũng không tốt lắm thậm chí có thể nói là rất tồi tệ bất quá lệnh hắn ngoài ý muốn là sở phong biểu lộ, cũng không có hắn tưởng tượng lớn như vậy tâm tình chập chờn xa so với hắn đoán trước tỉnh táo nhiều. Cảm ơn tiền bối, sở phong nói ra, sở phong, ngươi là, không quá tin tưởng tiên đoán thuật có đúng không? Trích tỉnh đạo trưởng hỏi, cũng không có, sở phong lắc đầu, nhưng trích tỉnh đạo trưởng thì là cảm thấy, sở phong chính là không tin, cho nên mới sẽ như vậy bình tĩnh, vì vậy tiếp tục nói. Kỳ thật lần này tiên đoán, nghiêm chỉnh mà nói không tính là tiên đoán, mà là một loại đặc thù quan sát. Lão Phu trước đó, từng lưu qua mẹ ngươi một cây sợi tóc, cái kia cọng tia còn bị mẹ ngươi rót vào sinh mệnh đặc thù. Nguyên bản, cái kia cọng tia là có thể quan sát được mẹ ngươi sinh mệnh đặc thù. Chỉ là tại nghe đồn mẹ ngươi bị nhốt lại sau một thời gian ngắn, cái kia cọng tia liền bị cắt đứt cùng mẹ ngươi liên hệ. Có thể coi là sợi tóc bên trong trận pháp mất đi hiệu lực, cũng chung quy là mẹ ngươi sợi tóc. Lần này tiên đoán, liền là dùng lấy cái kia cọng tia làm cơ sở, cho nên kết quả hắn là chính xác. Trích Tinh đạo trưởng đang khi nói chuyện, lấy ra một cái hộp gỗ, hộp gỗ mở ra, bên trong cuộn lại một cây dài sợi tóc. Chỉ là, cái kia cọng tia tuyết trắng vô cùng, không giống như là người trẻ tuổi. Nguyên bản không phải như vậy, là tiên đoán hao hết sợi tóc bên trong lực lượng, cho nên mới biến thành màu trắng. Sợ sở phong hiểu lầm, trích tinh đạo trưởng giải thích nói. Có thể đưa ta sao? Sở phong hỏi, đương nhiên, nguyên vốn là dự định cho ngươi. Trích tinh đạo trưởng nói, sở phong thuận thế tiếp qua, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chợt nói mẫu thân của ta trạng thái không tốt xác thực không phải tin tức tốt nhưng chí ít nàng còn sống cái này tại ta mà nói chính là một tin tức tốt sở phong nói ra mình bình tĩnh nguyên nhân tuy nói một mực tin tưởng mình mẹ thực lực nhưng sở phong cũng không phải là không có làm qua xấu nhất chuẩn bị vô luận cái này tiên đoán phải chăng đáng tin nhưng đối với sở phong tới nói cái này thật không tính tin tức xấu gặp sở phong nói như vậy trích tinh đạo trưởng mới yên tâm thở dài một hơi người có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất bởi vì ta cùng ngươi muốn là mặc dù từ mặt ngoài đến xem bởi vì mẹ ngươi thân thể suy yếu lời tiên đoán này kết quả không phải rất tốt nhưng mẹ ngươi chỉ cần còn sống trên đời cái kia kỳ thật cũng coi là một tin tức tốt đây cũng là ta vì sao rõ ràng lời tiên đoán này kết quả không tốt lắm nhưng vẫn là muốn đem lời tiên đoán này nói cho ngươi nguyên nhân đơn giản nói chuyện với nhau về sau trích tinh đạo trưởng liền cùng sở phong cáo biệt sau đó mang theo hoa hoa rời đi mà sở phong thì là tìm được long mộ tranh long mộ tranh cũng là nói ra bọn hắn long tức nhất tộc tuy bị khốn nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau tất cả tộc nhân đều thu được chỗ tốt nàng đạt được chỗ tốt nhiều nhất có cơ hội đột phá đến nhất phẩm thiên thần cảnh mà nàng biết một cái bí địa cái chỗ kia phi thường thích hợp bế quan tu luyện chỉ là cái chỗ kia có chút đặc biệt cho nên muốn sở phong hỗ trợ theo nàng cùng nhau đi có thể biết được nguyên do, Sở Phong sảng khoái đáp ứng. Chương 6134, tạm thời quyết định. Sảng khoái như vậy, Long Mộ Tranh cười hỏi, tiền bối dạng này giảng nghĩa khí, nếu là có thể bước vào thiên thần cảnh, khẳng định sẽ bao bọc ta mà. Sở Phong trả lời, có đạo lý, đã như vậy, chúng ta liền lên đường thôi. Nói xong, Long Mộ Tranh liền chuẩn bị khởi hành, nhưng cùng với được không chỉ là nàng cùng Sở Phong, Long Mạc Xuyên cùng Long Mạc Tiếu. Hai vị này không chỉ có là long tức nhất tộc đỉnh tiêm cao thủ, cũng đều là chủ tu kết giới thuật. Chỉ là bọn hắn đem muốn rời đi thời điểm, hoa hoa lại trở lại. Sở phong, sư tôn ta đồng ý ta gia nhập các ngươi, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, hoa hoa trên mặt khó nén tâm tình vui sướng, nhìn thấy sở phong càng lộ vẻ kích động, bởi vì tại nàng đến xem, đây là thiên lớn tin tức tốt. Thật, tiền bối, ngươi không phải là trộm đi tới đi, sở phong có chút hồ nghỉ, hoa hoa dù sao cũng là trích tinh đạo trưởng đệ tử. Mà trích tỉnh đạo trưởng mặc dù rời đi thất giới thánh phủ, nhưng nội tâm một mực là thất giới thánh phủ người. Sở phong bọn hắn nhóm người này, cùng thất giới thánh phủ kỳ thật chính là mặt đối lập, bình thường tới nói, trích tinh đạo trưởng sẽ không đáp ứng hoa hoa gia nhập mới đúng. Trước đó nói, trước không cho nàng đi theo sở phong bọn hắn, cũng chỉ là thể diện lời nói, trên thực tế liền là không đồng ý gia nhập. Hoa hoa cũng rõ ràng điểm này, dĩ nhiên không phải, sư tôn ta tu vi, ta há có thể trốn tới. Ây, sư tôn ta cho ngươi. Hoa hoa tay áo vạt áo, tuyết trắng mà tỉnh tế tỉ mỉ bàn tay phơi bày ra, chỉ là trong lòng bàn tay lại nắm vuốt một phong thư. Sở phong tiếp qua phong thư, lại cần đặc thù trận pháp mới có thể mở ra. Trận một sợi tin tức ánh vào Sở phong trong óc, cái kia thật là chiếc tỉnh đạo trưởng lưu lại. Sở phong tiểu hiếu, lão phu có một việc cần đi làm, ngày về chưa định. Hoa hoa mặc dù cùng mẹ ngươi tuổi tác gần, nghiêm chỉnh mà nói xem như ngươi trưởng bối, nhưng lại tâm tư đơn thuần làm việc khó tránh khỏi sẽ tùy hứng nhưng nàng cũng cần rèn luyện cũng không thể một mực ở bên cạnh ta liền cực khổ ngươi phí tâm trở lên chính là trích tinh đạo trưởng truyền lại cho sở phong tin tức tiền bối cũng không có nói đồng ý ngươi gia nhập chúng ta a à. sở phong loay hoay phong thư nhìn về phía hoa hoa dù sao đồng ý ta đi theo ngươi đúng không hoa hoa nháy mắt có chút nghịch ngọng cái kia thần thái xác thực không giống như là một cái sống mấy trăm năm người bất quá sở phong thế nhưng là nhớ kỹ, bắt đầu thấy hoa hoa lúc, nữ tử này có bao nhiêu hung. Tiền bối nhưng có nói hắn đi nơi nào, sở phong hỏi, hắn cảm giác, trích tinh đạo trưởng quyết định này, giống là vừa vặn định ra. Không phải, hoàn toàn có thể vừa rồi liền cùng ở trước mặt bàn giao. Tự nhiên cũng liền không cần, tiền quyết định mang theo hoa hoa đi, lại bỗng nhiên để hoa hoa trở về, mình rời đi. Ta cũng không biết, sư tôn ta chỉ nói hắn làm xong tự nhiên sẽ tìm ta. Tại trong lúc này, Ta có thể đi theo ngươi." Hoa Hoa lại cường điệu đường, cái ánh mắt kia, phảng phất liền theo Sở Phong không thể. "Hạ Tiền Bối, bây giờ tiến về đồ đằng Long tộc, ngươi muốn đi tìm nàng sao?" Sở Phong hỏi, "Ngươi chuẩn bị đi cái nào, ta có thể đi theo ngươi sao?" Hoa Hoa hỏi, "Cái này," Sở Phong không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Long Mộ Tranh. Dù sao Sở Phong tiếp đó, muốn cùng Long Mộ Tranh đi. Sở Phong là hỗ trợ, chuyện này tự nhiên cũng là Long Mộ Tranh nói tính đương nhiên có thể vậy liền cùng đi a à. long mộ tranh cười cười hoa hoa cũng không hỏi đi đâu liền đi theo long mộ tranh đám người bước lên một tòa đặc thù kết giới chiến thuyền nhưng vừa vặn ngồi vững vàng một đạo bí mật truyền âm liền ánh vào sở phong màng tai lợi hại nha mẹ ngươi cái kia bối đều bị ngươi chỉnh phục rồi đây chính là long mộ tranh thanh âm sở phong nhìn về phía long mộ tranh phát hiện long mộ tranh chính không có ý tốt nhìn xem mình tiền bối nhưng chớ nói nhảm a à sở phong cũng là trong bóng tối trả lời đừng giả bộ người không nhìn ra được sao nhà đầu kia nhìn ngươi ánh mắt đều kéo tơ giọng điệu cũng phá lệ ôn nhu ta quan sát qua nàng nàng đối với ngươi dạng này bất quá ta không đồng ý hai ngươi nàng là cùng mẹ ngươi tranh phong qua người hai ngươi như cùng một chỗ loạn bối phận rồi long mộ tranh cười tủm tỉm nói xong giọng điệu cũng là giọng đùa giỡn thuần túy cầm sở phong trêu ghẹo sở phong bất đắc dĩ liền không có lại nói thế nhưng là giới linh không gian đản đản lại là cười đến không ngậm miệng được sở phong sở phong nếu không ngươi đem nàng thu thôi ta ngược lại rất là hiếu kỳ mẹ ngươi biết ngươi đem nàng thu sẽ là phản ứng gì là khen ngươi đâu vẫn là đánh ngươi đâu đản đản cũng là cười xấu xa mà nói ta nữ vương đại nhân ngươi làm sao cũng thêm phiền a à, người ta hoa hoa tiền bối cũng không có ý tứ kia sở phong rất là bất đắc dĩ giả ngu a ngươi đản đản trả lời ai Sở Phong thì là thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên không ngốc, cho nên hắn cũng đã nhận ra hoa hoa không thích hợp, kỳ thật không chỉ là hoa hoa, cái kia hạ tiền bối cũng là. Nhưng Sở Phong không nguyện ý thừa nhận chuyện này, bởi vì hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nói đến, kỳ thật giữa bọn hắn nhiên kỳ cũng không có kém quá nhiều, nhưng mẫu chốt hai cái này lại là là mẫu thân mình nhân vật cùng thế hệ. Sở Phong mới quen thời điểm, liền đem bọn hắn đưa vào đến trưởng bối thân phận. Trưởng bối ưa thích mình cái này tự nhiên khó chịu. Tại sở phong đám người lên đường đồng thời, trích tinh đạo trưởng cũng đang đuổi đường, mà hắn tiến về phương hướng, chính là thất giới thánh phủ. Hắn không có cưới bất luận cái gì công cụ, mà là nhàn nhạt kết giới lực, bọc thân thể, tốc độ cực nhanh. Người thường, căn bản là không có cách bắt được hắn. Đó là trận pháp, định tốt tuyến đường, liền có thể mình tiến lên. Bởi vậy hái sao đạo nhân nhưng tại đi đường thời điểm, làm mình bất luận cái gì muốn làm sự tình, dù là tu luyện cũng có thể mà hắn thì là nhìn xem trong lòng bàn tay nằm một cái tượng gỗ. Tượng gỗ là lấy trích tỉnh đạo trưởng bề ngoài vì khuôn mẫu, nhưng lại không phải cực kỳ chính thức, phong cách có chút ngây thơ nhưng cũng đem hắn đặc thù điêu khắc mà ra. Đây là nhiều năm trước đó, hắn ngày mừng thọ lúc giới nhiễm thanh tiễn hắn lễ vật. Khi đó giới nhiễm thanh vẫn là một cái cực kỳ trẻ con, còn chưa chưa chính thức tu luyện kết giới thuật. Cái này tượng gỗ là giới nhiễm thanh tự tay điêu khắc. Hắn đến nay nhớ kỹ, giới nhiễm thanh hai tay dâng cái này tượng gỗ, đưa tới trước mặt hắn bộ dáng. Thật to con mắt, thanh tịnh mà linh động, ngọt ngào dáng tươi cười bên dưới hai cái răng khỉnh, sức cuốn hút mười phần. Đó là trích tỉnh đạo trưởng trong ấn tượng, hắn thấy qua đáng yêu nhất, nhất làm người khác ưa thích trẻ con. Cho dù là hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên hoa hoa, cũng không kịp giới nhiễm thanh. Khi đó hắn, liền biết giới nhiễm thanh tên, sớm muộn sẽ vang vọng tu võ giới. Không phải là bởi vì giới nhiễm thanh là thất giới phủ chủ giới thiên nhiễm con gái, mà là hắn khi đó liền nhìn ra, gió nhiễm thanh khác hẳn với người thường tiềm lực. Nhưng lại vẫn không nghĩ tới, giới nhiễm thanh sẽ ở tu võ giới nhấc lên lớn như vậy động tính. Thành vì một thời đại ấn ký, hồi ức tuôn ra, trích tinh đạo trưởng không khỏi đem lòng bàn tay tượng gỗ nắm chặt. Giới thiên nhiễm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là có hay không thật cam lòng đối nhiễm thanh hạ độc thủ. Nếu ngươi thật tước đoạt nàng huyết mạch, thì đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Nghĩ tới đây, hái sao đường người trong mắt, lại hiếm thấy lại hiện ra vẻ lạnh lẽo. Trong nháy mắt, cái này minh mông tỉnh không đều bị hàn ý bao trùm. Trường 6135, Bách Lý Tử Lân lớn nhất uy hiếp. Tại sở phong đám người đi đường đồng thời, một cỗ bị tia sáng bọc chiến xa, chính tại không gian bên trong đường hầm nhanh chóng đi thuyền. Trong chiến xa chỉ có hai cái người, tức mặc Thiên Châu cùng Bách Lý Tử Lân. Hai người, đều là biểu lộ ngưng trọng, thức tình thánh cảnh sự tình kết thúc về sau, tức mặc Thiên Châu cùng Bách Lý Tử Lân đều có thụ đả kích. Bách Lý Tử Lân tự nhiên là bởi vì thanh danh bại nứt. Tức mặc Thiên Châu thì là nhìn thấy cái kia triệu thị tiên tộc, ý thức được dù là giới thiên nhiễm không tại, cái này minh mông tu võ giới hắn cũng không cách nào chúa tể. Nhưng đoạn trước thời gian, bọn hắn lại nhận được một cái cực kỳ không tốt tin tức. Tống Duẫn từ tháp ma ngục bên trong đi ra, tháp ma ngục, ngục tông phạm phải sai lầm lớn người đều có thể khiêu chiến, chỉ cần có thể còn sống đi ra, liền có thể miễn đi hết thảy tội ác. Nhưng hiện tại lại khác, không có một cái nào người có thể sống từ tháp ma ngục bên trong còn sống đi ra tống duẫn vẫn sống lấy đi ra cứ việc bách lý tử lân lúc trước tại ngục anh gọi thần đàn đã dẫn phát mây đỏ đầy trời dị tượng nhưng lần này thức tỉnh thánh cảnh bên trong lại là thanh danh nhận trọng đại đà kích lúc này tống duẫn từ tháp ma ngục bên trong còn sống đi ra đem cực điểm uy hiếp đến bách lý tử lân tại ngục tông địa vị mấu chốt nhất là tại ngục tông bên trong lư xê truyền một cái truyền thuyết tháp ma ngục bên trong kỳ thật xấu kín lấy ngục tông cường đạ lực lượng nhưng cỗ lực lượng này chỉ có chịu đựng khảo nghiệm nhân tài có thể thu được nếu như truyền thuyết là thật cái kia tống duẫn càng chính là bách lý tử lân uy hiếp tử lân thật muốn làm thế này sao tức mặc thiên châu bỗng nhiên mở miệng bọn hắn biết được tin tức tống duẫn mặc dù còn sống đi ra nhưng thân thể cực kỳ suy yếu đang tại dưỡng thương lúc trước bách lý tử lân đưa ra một cái ý nghĩ lấy tham viếng làm tên tới gần tống duẫn tức mặc thiên châu tìm lý do đem vân áo dẫn đi bách lý tử lân sẽ Huy bước lợi dụ để tổng duẫn nói ra nàng tại tháp ma ngục bên trong phải trang thu được lực lượng chỉ là tức mặc thiên châu cảm thấy động tác này không ổn cổ phái cùng tân phái vốn là đối lập trước đó bách lý tử lân ra tay với trần huy đã là dẫn tới cổ phái bất mãn nhưng xuất phát từ đại cục cân nhắc đang thức tỉnh thánh cảnh thời điểm cổ phái người vẫn là lựa chọn vì bách lý tử lân trợ lực nếu là lúc này Bách Lý Tử Lân lại tổn thương Tống Duẫn, cái kia cổ phái tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Châu Chú, thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường. Huống hồ ta có chừng, mực, Tống Duẫn Trung Quy là ta ngục tông người, nàng thiên phú có thể so sánh cái kia Trần Huy mạnh hơn nhiều, tương. Lai sẽ là ta ngục tông không thể thiếu một đại chiến lực. Ta sẽ không thật tổn thương nàng, chỉ là hù dọa một chút. Bách Lý Tử Lân nói, tốt, tức mặc Thiên Châu vẫn là đáp ứng. Một đoạn đi đường về sau, Bách Lý Tử Lân cùng tức mặc Thiên Châu, cũng là đi tới bây giờ Tống Duẫn chỗ chữa thương lãnh địa. Tòa này lãnh địa, chính là cổ phái khống chế. Trong đó một tòa cung điện, phát ra viễn cổ khí tức, chính là thời kỳ viễn cổ bảo vật. Đây là chữa thương bảo vật, chất chứa cực kỳ cường hãn chữa thương trận pháp, dưới mắt rộng rãi cung điện tia sáng chiếu khắp bốn phương tám hướng. Rõ ràng là đêm tối, lại đem cái này phương thiên địa, chiếu rọi tựa như ban ngày sáng tỏ. Bởi vậy không phải tu võ giả, cũng có thể rõ giang nhìn thấy chung quanh cảnh tượng cung điện bốn phía lít nha lít nhít đều là bóng người đều là ngục tông bên trong của phái cao thủ bọn hắn chỉnh tể mà đứng nghiêm trận lấy đợi đó có thể thấy được đối tống duẫn coi trọng nhưng cũng bình thường tháp ma ngục duy nhất còn sống đi ra người loại người này vô luận phạm qua cái gì sai lầm đều đã không cần lại hỏi nàng liền là ngục tông tương lai tình cảnh lớn như vậy thật cam lòng a à. tới gần về sau bách lý tử lân quệt miệng nói ra Thôi động món bảo vật này là cần vận dụng tài nguyên mà dưới mắt tình huống chính là toàn lực thôi động, có thể nói là không tiếc đại giới. Đổi lại là người bị thương nặng cũng đồng dạng sẽ có đãi ngộ như thế. Tức Mạc Thiên Châu nói ra, tuy nói Tức Mạc Thiên Châu cùng Bách Lý Tử Lân là tân phái người. Nhưng Tức Mạc Thiên Châu dù sao là cao quý ngục soái Trên danh nghĩa, hắn có tư cách thống lĩnh toàn bộ ngục tông. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, cổ phái người trước tiên liền tiến vào trong cung điện bẩm báo cho nên rất nhanh, vân áo bóng dáng đi ra. Vân áo đem thức mặc thiên châu cùng Bách Lý Tử Lân, đưa vào cung điện bên trong. Cung điện nội bộ rất lớn, nhưng đều là trận pháp lực, chỉ có trung tâm trận pháp trưng bày một cái giường, cái kia rõ ràng là tạm thời cộng vào. Trần Huy liền đứng tại bên giường, mà trên giường, nằm chính là Tống Duẫn. Tống Duẫn sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô cằn, nhưng cái kia tinh xảo ngũ quan, coi như sắc mặt lại kém, cũng khó nén nàng xinh đẹp. Dưới mắt chính nhắm mắt lại, tựa hồ có chút khó chịu, lông mi dài thỉnh thoảng rung động. Đừng nói, Tống Duẫn nhà đầu này cái bộ dáng này, cũng trách đẹp mắt. Bách Lý Tử Lân nói ra, không biết nói chuyện liền em mờ lặng, Trần Huy Quang tới lạnh lẽo ánh mắt, Tử Lân, tức mặc Thiên Châu cũng là mở miệng, có ý chỉ trích. Ta lại không ý tứ khác, khen Tống Duẫn đẹp mắt nha, đây không phải sự thật sao. Bách Lý Tử Lân giang tay ra, mà liền tại lúc này, Tống Duẫn đóng chặt tròng mắt mở ra, lại ngồi dậy đến. Duẫn như em gái, khác lên thấy thế trần huy vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng ở hai tay sắp đụng phải tống duẫn thời điểm lại ngừng lại hắn biết tống duẫn cũng không thích người khác cùng nàng thân thể tiếp xúc Ngục soái đại nhân từ lân thiếu gia thực sự xin lỗi thân thể ta quá kém không cách nào đứng dậy thi lễ tống duẫn mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra duẫn nhi người trong nhà không cần đa lễ tức mặc thiên châu khoát tay áo sau đó tức mặc thiên châu khách sáo cùng tống duẫn hàn huyên một chút nhìn như quan tâm Tống Duẫn, kỳ thực là tìm hiểu Tống Duẫn tại tháp ma ngục bên trong gặp phải. Chỉ là Tống Duẫn trả lời, chặt không lọt gió. Ngay sau đó, tức mặc thiên châu tìm cái lý do, muốn vân áo ra ngoài nói chuyện với nhau. Vân áo nhìn thoáng qua Trần Huy, vẫn là đáp ứng. Bọn hắn sau khi đi, bên trong cung điện này, liền chỉ còn lại có Bách Lý Tử Lân, Trần Huy cùng Tống Duẫn ba người. Trần Huy, người ra ngoài, ta có việc cùng Tống Duẫn nói. Bách Lý Tử Lân nói, có chuyện nói thẳng trần huy nói làm sao ngươi còn sợ ta bất lợi cho tống duẫn bách lý tử lân hỏi nhân phẩm ngươi xác thực tin không được trần huy nói ngươi ra ngoài đi tử lân thiếu ra ta tin tưởng tống duẫn lại là nói ra duẫn như em gái trần huy có chút không yên lòng yên tâm đi tống duẫn ngọt ngào vừa cười cái này bôi dáng tươi cười trần huy tâm đều hóa thế là nhìn về phía bách lý tử lân bách lý tử lân người tốt nhất thành thật một chút không phải ta sẽ muốn mạng ngươi Nói xong, Trần Huy liền đi ra ngoài. Duẫn Nhi em gái, thân thể như thế nào? Bách Lý Tử Lân tới gần sau hỏi. Không ngại, tĩnh dưỡng liền có thể. Tống Duẫn nói, không có việc gì thuận tiện. Người tại tháp ma ngục bên trong đạt được cái gì, có thể chia sẻ một cái. Lấy ra cho ta nhìn một cái. Bách Lý Tử Lân đang khi nói chuyện, đã là đi đến Tống Duẫn phụ cận. Tháp ma ngục bên trong có thể có cái gì, người nên sẽ không tin tưởng loại kia nghe đồn A. Tống Duẫn nói, ta, bách lý tử lân nhàn nhạt vừa cười nhưng sau đó ánh mắt lạnh lẽo bàn tay tựa như ưng chảo lại hung hăng đội lên tống duẫn trên cổ sức lực cỡ này lại dùng một chút khí lực cũng đủ để đem tống duẫn đầu vặn xuống tới nhắc nhở ngươi một câu tuy nói ngươi từ tháp ma mục bên trong còn sống đi ra nhưng ta thế nhưng dẫn phát qua mây đỏ đầy trời người tương lai ngục tông đều là ta ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bách lý tử lân hung ác nói nhưng một lúc sau Thần sắc hắn cứng đờ, hắn phát hiện lời này nói xong, tống Duẫn trên mặt vẻ thống khổ biến mất, ngược lại khóe miệng giơ lên một vòng quái cười. Giang Giác còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, chăm chú nhìn lại, đã bị tống Duẫn vặn gãy. Lại tống Duẫn đã là đứng dậy, lòng bàn tay như dao, lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Nghe nói, người động sở phong, chương 6136, bị lừa rồi. Bành một tiếng đỏ thấm khí diễm từ bách lý tử lân thể nội phun ra mà ra là bách lý tử lân ý thức được tình huống không ổn vội vàng đề thăng tu vi đã xem tu vi tăng lên tới tứ phẩm chân thần tình trạng có thể dù là như thế hắn lại như cũng không thể động đậy ngươi bách lý tử lân lại nhìn tống duẫn trong mắt rốt cuộc toát ra sợ hãi hắn căn bản không cảm giác được tống duẫn tu vi nhưng lại có thể xác định một sự kiện tống duẫn có được tại hắn phía trên tuyệt đối lực lượng tống duẫn cái kia nhập vào cơ thể bàn tay mặc dù không có thủ cái kia tính mạng, nhưng cùng với lực lượng tuyệt đối tràn vào, bách lý tử lân triệt để đánh mất sức phản kháng. Ngươi bây giờ là gì cảnh giới? Ngươi ở ma ngục trong tháp cuối cùng đạt được cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ có lớn như thế tiến bộ? Bách lý tử lân tiếp liền hỏi. Tống Duẫn không có trả lời, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bách lý tử lân quỳ xuống, sau đó nói: Ngươi cũng không dám nữa. Ngươi nói cái gì? Bách lý tử lân có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Ta cho ngươi quỳ xuống. Tống Duẫn lại nói, can dỡ, người thân phận gì, xứng để cho ta quỳ. Bách Lý Tử Lân khinh thường, ách a, có thể sau một khắc, Bách Lý Tử Lân khuôn mặt vặn vẹo, đau nhức kêu rên liên tục. Xuôi theo Tống Duẫn bàn tay phóng thích mà ra võ lực, dường như hóa thành vô số độc trùng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng giày vỏ lấy Bách Lý Tử Lân. Mấu chốt nhất chính là, tại cỗ lực lượng tiêu uy hiếp hạ Tống Duẫn tùy thời có thể lấy đi tính mạng của hắn. Người dám giết ta, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không phóng ra ngươi. Bách Lý Tử Lân hung giữ nhìn chằm chằm vào Tống Duẫn. Ta vì cái gì không dám giết ngươi, ngươi thật cho rằng cái này ngục tông là ngươi Bách Lý ra thiên hạ. Huống chi là ngươi trước động thủ với ta đấy, ta nếu thật giết ngươi, cũng chỉ là bất đắc dĩ tự bảo vệ mình mà thôi. Ta là bị thương chi nhân, vốn là thân thể suy yếu, đầu không rõ ràng lắm, đột nhiên bị người tập kích, đánh mất lý trí khống chế không được chừng mực, giết ngươi cũng rất là như thường. Tống Duẫn lạnh lùng nói. Ngươi, Bách Lý Tử Lân có chút hoảng sợ, hắn không chỉ cảm thấy Tống Duẫn nói có đạo lý. Mấu chốt Tống Duẫn cái kia ánh mắt lạnh lùng, cùng hắn cảm nhận được sát ý, nhượng hắn cảm thấy Tống Duẫn thật sự làm được. Tựa như ngươi nói, ta có lớn như thế tiến bộ, lại phải đối lý dưới tình huống, ngươi nói Ngục Tông là bảo ta, hay vẫn là vì đã chết đi ngươi mà truy cứu ta. Tống Duẫn lại nói, nghe vậy, Bách Lý Tử Lân song quyền nắm chặt, trên người càng là nổi gân xanh. Nhưng hắn vẫn là đè xuống lửa giận, có chút hủy khuất mà nói liền chỉ là bởi vì cái kia sở phong sao một ngoại nhân mà thôi người phải muốn cùng ta ồn ào đến loại này không đội trời chung tình trạng a à, ta ồn ào đến không đội trời chung bách lý tử lân người tới đây trong là mục đích gì muốn ta nhắc nhở sao tống duẫn lạnh lùng cười một tiếng theo sau trong mắt hàn ý tái hiện a à, sau một khắc bách lý tử lân phát ra vô cùng vô cùng thê thảm kêu rên chỉ cảm giác linh hồn của mình đều nhanh cũng bị cái kia võ lực triệt để nát bấy Tống Duẫn đối với hắn đã phát động ra càng thêm điên cuồng thế công. Hắn không cam lòng, vẫn còn ở nhẫn nại, thế nhưng cảm giác sắp trôi qua sinh mệnh, hắn cuối cùng vẫn còn cắn chặt răng, phốc thông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chợt lớn tiếng nói, ta cũng không dám nữa, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, lại chọc sở phong, người cũng sẽ không vận tốt như vậy. Nói xong, Tống Duẫn lúc này mới đem lòng bàn tay rút về, xoay người đi ra. Mà Bách Lý Tử Lân thì là tê liệt ngồi tại mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển chỉ là trên mặt càng nhiều hơn là phẫn nộ hắn ý thức được bản thân được đùa bớn tống duẫn căn bản không dám giết hắn chỉ là hù dọa hắn có thể hết lần này tới lần khác hắn bất tranh khí bị hù đến rồi lại thật sự đối với tống duẫn quỳ xuống nói ra cầu xin tha thứ ngươi cũng không có bị thương ngươi là giả bộ bách lý tử lân lại lần nữa quan sát tống duẫn hắn phát hiện tống duẫn toàn bộ người thần thái cũng thay đổi đó căn bản không giống như là một cái trọng thương chi nhân bộ dáng đúng vậy a à không giả bộ tổn thương cũng hưởng thụ không đến trận pháp này chi lực, cái này ta thế nhưng vô cùng hữu ích. Tống Duẫn nói, trị liệu chi lực, theo ngươi có dùng. Bách Lý Tử Lân hỏi, đương nhiên, Tống Duẫn gật đầu, ngươi đến cùng đạt được thế nào lực lượng? Bách Lý Tử Lân lại hỏi, lực lượng rất mạnh, người đời này cũng không cách nào đạt được lực lượng. Tống Duẫn mặt mỉm cười, khiêu khích mười phần. Bách Lý Tử Lân rõ ràng, Tống Duẫn sẽ không tự nói với mình rồi, mấu chốt Tống Duẫn không muốn nói, hắn hiện tại cũng chịu bó tay. Nghe đồn lại là thật sự, ma ngục trong tháp thật sự có trong truyền thuyết lực lượng. Ngươi đã đạt được như thế lực lượng, ngục tông sẽ tự toàn lực tài bồi theo ngươi, ngươi cần gì phải giả bộ tổn thương, lừa gạt thủ cái này chính là trận pháp chi lực. Bách Lý Tử Lân hỏi ra trong lòng không hiểu, ta từ ma ngục trong tháp đi ra, tu vi phóng đại. Ngục tông tài bồi ta là nên đấy, nhưng ta như bị thương ra tới, trận pháp này chi lực chính là tặng không đấy, ta vì cái gì không muốn. Tống Duẫn nói rằng, bách lý tử lân lại không cách nào phản bác người tại đây cứ như vậy nói cho ta biết không sợ ta đem người giả bộ tổn thương sự tình nói cho vân áo bách lý tử lân nói người đi nói a à, nhìn hắn tin ngươi còn là tin ta ta đây tổn thương có thể còn ở đây tống duẫn chỉ chỉ cổ của mình chỗ đó vẫn sót lại lấy tím xanh sắc bàn tay trường ấn đúng là bách lý tử lân lúc trước lưu lại đấy trong giây lát bách lý tử lân kịp phản ứng tống duẫn nguyên lai là cố ý cố ý nhượng bách lý tử lân tại trên người nàng lưu lại dấu vết. Ta lúc trước sao không nhìn ra, người như thế tâm cơ. Bách lý tử lân nói, ta lúc trước cũng không nhìn ra, người như thế ngu xuẩn. Tống Duẫn đang khi nói chuyện, đem một khỏa đan dược ném về phía bách lý tử lân. Đem thương thế của người chữa cho tốt, hôm nay, chúng ta liền hòa nhau. Theo sau, Tống Duẫn lại lấy ra một khỏa đan dược, hóa thành trận pháp chi lực, theo sau tìm tòi hướng cổ của mình tại đó trận pháp chi lực hạ tống duẫn trên cổ dấu vết cũng bắt đầu chữa trị thấy thế bách lý tử lân cũng là đem tống duẫn ném tới đan dược nhặt lên tuy nhiên bị tống duẫn bày nhất đạo rất là khó chịu nhưng hắn xác thực đối lý huống chi coi như là đem tống duẫn những lời này nói ra lại có thể như thế nào tống duẫn chỉ là tham tiện nghi tiểu tâm tư mà thôi nhưng không ảnh hưởng nàng đúng là người mới ngục tông coi như là biết rõ nàng giả bộ tổn thương lừa gạt thủ trận pháp chi lực vẫn như cũ vẫn là sẽ nặng bồi dưỡng nàng. Ngược lại là chính bản thân hắn, đối với Tống Duẫn ra tay chuyện này, chính là trọng tội. Vốn là muốn lấy, uy bức lợi dụ hạ coi như là không chiếm được ma ngục tháp cụ thể bí mật, cũng có thể nhượng Tống Duẫn không dám đối ngoại nói ra việc này. Bản thân thì dạng cũng có thể toàn thân trở lui, chưa từng nghĩ hiện tại bị động như thế. Trước mắt, Tống Duẫn nguyện ý không truy cứu, ngược lại lựa chọn cùng giải, cũng chính là bách lý tử lân tâm ý. Trung Quy nghĩ động Tống Duẫn hắn về sau có rất nhiều cơ hội bá nhưng đột nhiên hắn đem nhặt lên đan dược ném vẫn cấp cho tống duẫn tống duẫn tiếp được đan dược nhíu mày tưởng rằng bách lý tử lân không muốn cùng giải có ai nghĩ được bách lý tử lân cổ tay từ túi càn khôn xẹt qua một quả đan dược xuất hiện dược hiệu giống nhau nhưng phẩm chất so tống duẫn cao hơn tự ta có nói xong bách lý tử lân thúc giục đan dược chi lực đặt tại tống duẫn để lại cho hắn trên vết thương Tuy rằng Tống Duẫn lúc trước đối với hắn tra tấn, quả thật làm cho hắn thống khổ vạn phần, có thể vết thương này đổ thật là tốt trị hết. Người đây là cho ta chuẩn bị A, à, uy bức lợi dụ phía sau, thanh trừ trên người ta dấu vết. Tống Duẫn lộ ra nụ cười, Bách Lý Tử Lân không có trả lời, bởi vì đúng là như Tống Duẫn theo như lời như vậy. Rất nhanh, Bách Lý Tử Lân miệng vết thương khỏi hẳn, thế nhưng đứng dậy, chính là có chút mất công. Lúc trước Tống Duẫn tra tấn, miệng vết thương không lớn, nhưng đối với thân thể của hắn đã tạo thành một chút ảnh hưởng khôi phục ngược lại cần một ít thời gian người trở lại trên giường đi ta là trần huy bọn hắn đi vào bách lý tử lân đối với tống duẫn nói rằng đứng dậy sau hắn phát hiện tống duẫn chưa có trở lại trên giường ngược lại đứng ở cung điện cửa ra vào không cần ta đi gọi tống duẫn nói a à, bách lý tử lân không khỏi sững sờ nhưng khi tống duẫn giữ cửa đẩy ra một sát Na kia không chỉ lập tức liền xông ra ngoài càng là lên tiếng hô to cứu mạng cứu mạng tử lân thiếu ra hắn muốn giết ta lời này vừa nói ra bách lý tử lân lập tức sắc mặt đại biến mà khi hắn nhìn hướng tống duẫn càng cảm ra đầu run lên hắn tại tống duẫn cái cổ lưu lại trưởng ấn lại lần nữa hiển hiện hắn bị lừa rồi